Nộ hải hồng trần. Tập 14. Anh muốn đi đâu? Anh muốn về Nam Kinh sao? Nam tử Hán đại trượng phu nên chết nơi sa trường. Tôi sẽ không bao giờ quay lại Nam Kinh, là một kẻ nhàn rỗi. Đội phó thẩm, có. Ngày mai cô đưa cả đội về Nam Kinh. Còn anh thì sao? Cô cứ mặc kệ tôi. Xin lỗi, tôi được lệnh bảo vệ anh, vì thế khó lòng nghe theo. Tôi là đội trưởng của cô, cô phải thực hiện mệnh lệnh của tôi. Tôi đã nhận lệnh phải bảo vệ cho anh. Thẩm Phi Tuyết, đội phó thẩm, bây giờ tôi là cấp trên duy nhất của cô. Cô phải thực hiện mệnh lệnh của tôi. Dân, cấp trên. Xin lỗi. Cô ra ngoài chuẩn bị đi. Cậu chủ cố, hôm nay tôi ở chỗ đội an ninh đã thấy một người. Ai? Người phụ nữ ngồi chung xe kéo với anh vào ngày hôm đó. Thi Thi, em ấy thực sự đã đến chỗ đội an ninh. Con bé ngốc nghếch này, em ấy không sao chứ? Cô ta chính là cái người anh vẫn hay gọi là Thi Thi đó phải không? Anh hỏi em rốt cuộc em ấy có ổn không? Không sao cả. Vậy thì tốt. Cô ta đã ngăn bọn tôi lại, hình như để tìm ai đó. Rồi sao? Nhưng không tìm thấy. Không có gì khác, nên đi về rồi. Người mà cô ta tìm có phải chính là đôi nam nữ mà anh nhờ tôi đưa khỏi nơi này? Xảo Nhi, em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi có thể nhận ra cô ta chính là đang tìm bọn họ. Đừng nói về điều này nữa. Anh còn có việc phải về đây. Chính vì cô ta nên anh mới nhờ tôi giúp đỡ phải không? Chính anh đã hạ độc đại sư huynh, đúng không? Để tránh liên lụy cô ta, anh liền giết người diệt khẩu. Không phải anh. Em đừng nói dớ dẫn. Anh đi đi. Tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa. Sao lại ít như vậy? Đại tá, tôi đã cố gắng hết sức để thúc giục đám phú hộ ở huyện Ninh Thiệu giao nộp càng sớm càng tốt nguồn vật tư mà chúng ta cần. Nhưng mà những kẻ này rất bất hợp tác, cứ lần lữa trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nhưng mà tôi đã ra lệnh trong vòng 3 ngày phải có đủ, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Không, không được. Tôi đã nói rồi, để chinh phục đối phương không chỉ dựa vào vũ lực. Chưa kể những gì chúng ta sẽ xây dựng bây giờ là cung cấp cho quân đội của chúng ta một nguồn cung ổn định về lương thảo và đồ dùng. Vì vậy chúng ta không thể cá chết lưới rách.
Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, những tên thương nhân Trung Quốc này không muốn hợp tác. Không sai. Vậy nên việc đầu tiên chúng ta phải làm là phải để cho giới công thương ở huyện Ninh Thiệu thật lòng quy hàng chúng ta. Kế hoạch đã được lập ra, phải nhanh chóng thực hiện thôi. Cậu mau thu xếp, tôi muốn gặp Đới Giọng Hiên càng sớm càng tốt. Dân Đại tá, thế nguồn cung vật tư không cần phải trì hoãn nữa, chuyển đến tiền tuyến Nam Kinh theo kế hoạch đi. Cậu phải biết, lô hàng này có thể được vận chuyển an toàn liên quan đến hiệu quả chiến đấu của quân ta nơi tiền tuyến, cho nên phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Thuộc hạ đã hiểu. Mau đi đi. Dân Các người làm gì vậy? Bảo vệ anh. Bảo vệ tôi. Hôm qua tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi. Từ giờ trở đi, tôi không cần sự bảo vệ của cô. Chuyện của tôi tự mình lo. Sống hay chết, tôi đều nghe theo ý trời. Chuyện này không tới lượt anh lo. Có tôi ở đây, anh không chết được đâu. Đội phó Thẩm, hôm qua tôi đã lệnh cho cô trở về Nam Kinh đợi lệnh. Cô không nghe thấy sao? Tôi chỉ suy xét một cách cẩn thận. Nếu tôi quay lại Nam Kinh thì hình phạt nào sẽ đợi tôi? Mặc dù cũng không thích bị sai giặt như thế này, nhưng bị trừng phạt vì chuyện này thực sự thấy không đáng. Cô muốn kháng lệnh trên sao? Tôi mà từ bỏ việc bảo vệ anh mới chính là kháng lệnh trên. Bây giờ tôi là cấp trên của cô, nhưng anh mà chết, người bị truy cứu trách nhiệm là tôi, có phải anh đâu. Cô, tôi nhấn mạnh lần nữa, trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ sự an toàn cho anh. Anh mà chết, chúng tôi cũng cùng chết theo anh. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi cũng ra một quyết định mới. Quyết định gì? Anh nói đúng. Quân nhân nên chết nơi sa trường. Vì thế, dùng cả một phân đội tới đây để bảo vệ anh thật sự quá lãng phí nguồn lực. Cô có ý gì? Từ giờ trở đi, trách nhiệm của biệt đội hành động bên cạnh việc bảo vệ anh vẫn phải chiến đấu với kẻ thù. Anh quen Sở Ngọc được lâu chưa? Chưa bao lâu. Chưa lâu là bao lâu? Sao cô lại muốn biết? Tôi chỉ muốn biết, chỉ một thời gian ngắn, làm thế nào anh cứ nhớ mãi không quên? Không liên quan tới cô. Tôi thấy anh cứ nhìn đồng hồ rồi ngẩn ngơ. Có phải anh lại đang nhớ cô ấy không? Cô hỏi nhiều thật đấy. Tôi hỏi nhiều sao? Tôi hỏi mà anh có trả lời đâu. Nói chuyện với người câm cũng không mệt đến thế. Tôi thật sự không hiểu nổi anh. Cô có biết không, phụ nữ ấy mà, hỏi quá nhiều thứ phiền lắm đó. Tôi làm gì mà anh kêu tôi phiền? Lâm Khiếu, cho anh nói lại, tôi làm gì mà anh kêu tôi phiền? Được rồi, để tôi nói cho biết. Nhớ về một ai đó, thời gian không phải là vấn đề. Nếu cô đã muốn ghi nhớ, cho dù chỉ một khoảnh khắc, cả đời cũng sẽ không quên. Vừa rồi anh định đi đâu? Ngồi xuống rồi nói.
Nguyễn Ninh Thiệu. Nguyễn Ninh Thiệu. Chúng ta chỉ vừa mới thoát khỏi nơi đó. Cũng chính vì như thế, chúng ta mới phải quay lại. Nhận ơn thì phải báo đáp. Chúng ta không thể vì chạy trốn mà để đoàn kịch lãnh hậu quả. Xảy ra chuyện hôm qua, cả Nguyễn Ninh Thiệu bây giờ nhất định đang trong phòng ba bảo táp, nơi nơi là binh sĩ. Bây giờ chúng ta đi thì quá nguy hiểm. Cũng chưa chắc. Binh bất yếm trá. Người Nhật bây giờ tuyệt đối không thể ngờ chúng ta lại dùng hồi mã thương. Anh thực sự cảm thấy cần mạo hiểm như vậy sao? Đối với tôi mà nói, nó thực sự cần thiết. Được. Vậy cứ theo ý anh mà làm. Tôi sẽ chấn chỉnh đội ngũ, 10 phút nữa xuất phát. Báo cáo, đã sắp xếp xong. Thiếu tá Nozawa, vật tư đều đã được lấp đầy. Xin ngài xem qua. Có thể xuất phát rồi. Đi đường, nhớ cẩn thận. Vâng, xin thiếu tá cứ yên tâm. Lên đường. Bây giờ có thể nói cho tôi kế hoạch chi tiết chưa? Nếu tôi không nhầm, người của đoàn kịch đều bị nhốt ở chỗ đội an ninh. Vì vậy chúng ta phải tìm cách đột nhập vào đội an ninh. Rồi sao nữa? Thế thì sau đó sẽ rất đơn giản. Giả làm quân địch, bẻ khóa. Con đường ra vào thành thì thế nào? Cái này, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Tiêu trưởng quan, tôi hy vọng anh có thể hiểu được một điều. Cái gì? Tôi đồng ý đưa anh đi đánh giặc, nhưng không có nghĩa tôi đưa các anh em vào chỗ chết. Vì thế, nếu chưa có kế hoạch hành động cụ thể, tôi khuyên anh đừng nên tự tiện hành động. Phi Tuyết, tác chiến đòi hỏi phải tùy cơ ứng biến, đừng chỉ bám sát theo kế hoạch. Tùy cơ ứng biến không có nghĩa là tùy tiện. Tiêu trưởng quan, tôi mong anh nhận thức rõ điều này. Được, tôi hứa với cô sẽ không hành động hấp tấp. Tình huống phát sinh, tìm chỗ ẩn nấp. Ẩn nấp đi. Là xe của quân Nhật. Có thể là xe vận chuyển. Xe vận chuyển. Tôi nghe nói tiền tuyến ở Nam Kinh đang trên đà bùng nổ. Quân ta và quân Nhật đều đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh. Trên những chiếc xe này có lẽ đang chở vật tư hỗ trợ tiền tuyến. Được, phải dừng xe lại đã. Không đi cứu đoàn kịch nữa à? Tất nhiên là sẽ cứu, nhưng chuyện gì cũng có nặng có nhẹ. Chục người của đoàn kịch và 100,000 đồng bào ở Nam Kinh đều dựa vào chúng ta. Tất nhiên Nam Kinh là trên hết. Vậy kế hoạch của anh là? Xông lên. Đội trưởng Tiêu, thật sự đã tốt nghiệp hoàng phố sao? Còn ngơ ngác gì nữa, xông lên. Đội trưởng Tiêu, tôi không rút đâu, mau rút đi. Cô làm gì vậy? Không được rút lui. Mau rút lui, không được rút, mau rút lui, mau rút, không được rút. Đừng cản tôi, đồ ốc chó, hoàng phố vậy anh đánh trận như vậy à? Bao vây chúng nó, không để ai thoát.
Lâm Khiếu, xông lên. Tôn Duệ, có, cho cậu 10 phút để dọn dẹp hiện trường. Dân, mấy người theo tôi. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tại sao các người lại ở đây? Vì chúng ta cùng suy nghĩ. Là tôi vô dụng. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Những gì nợ anh tôi nhất định hoàn trả. Có dịp sẽ gặp lại. Đi thôi. Đợi một chút. Mang vật tư đi đi. Tại sao chứ? Nếu anh cần thì cứ mang cả đi. Được. Mau lái xe đi. Đợi đã. Tôi không đồng ý. Trận này là chúng ta đánh, vật tư là chúng ta cướp được. Dựa vào đâu mà nhường cho người khác? Cô đừng nói nữa. Sao tôi lại không được nói? Đây là chuyện giữa đàn ông chúng tôi. Được. Trung tá Tiêu, nơi này cách huyện Ninh Thiệu không xa, quân Nhật sẽ sớm nhận được tin tức xảy ra ở nơi này. Anh không có nhiều thời gian đâu. Tự mà lo lấy. Thi Thi. Thi Thi, chuyện gì vậy? Anh, em đang đợi anh. Có chuyện gì sao? Hôm qua em đã đến chỗ đội an ninh. Người trong đoàn nói đại sư huynh của họ bị đầu độc chết. Anh cũng mới nghe chuyện đó. Đại sư huynh đó anh cũng quen biết, người cũng khá tốt. Thật đáng tiếc. Có phải anh là người hạ độc? Thi Thi, sao em có thể nghĩ như vậy? Anh, có phải anh vì muốn bảo vệ cả nhà chúng ta và cả em nữa mới đầu độc đại sư huynh? Không phải anh làm đâu. Không phải anh làm thật sao? Tất nhiên không phải anh rồi. Theo anh thấy, nói không chừng là hai người mà em quen biết làm thì có. Anh, em biết anh lo cho em. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể làm việc trái với lương tâm. Thi Thi, chúng ta đã lớn lên bên nhau. Anh là người thế nào em còn chưa rõ sao? Nhưng bây giờ em vậy mà lại nghi ngờ anh. Có lẽ do em suy nghĩ nhiều. Anh, dù thế nào đi nữa, anh đã giúp em trong chuyện này. Em vẫn phải cảm ơn anh. Tôi còn tưởng anh sẽ không cần. Không cần gì cơ? Lô hàng này. Tại sao không? Trong ấn tượng của tôi, anh vẫn luôn kiêu ngạo tự cao. Thật không ngờ, cô gái của quân Tân Tứ kia chê trách đến vậy. Anh vẫn muốn lấy lô hàng này. Đúng là có chút.
nằm ngoài dự liệu của tôi. Đó là vì trước đây tôi chưa bao giờ thực sự chiến đấu. Bây giờ tôi hiểu rồi. Sống sót là điều quan trọng nhất. So với nó, bị ai đó nói vài lời gây tổn thương đã là gì cơ chứ? Còn nữa, Lâm Khiếu đã muốn cho, tôi tại sao lại không lấy? Anh làm đúng lắm. Sao vậy? Không vui à? Anh nói xem. Con mồi chúng ta tự mình bắt, tại sao phải nhường cho người khác? Thêm người trợ giúp không tốt sao? Chỉ cần có thể chung tay giết giặc, lô vật tư đó đã là gì? Dân Lễ về rồi đấy à? Cha nuôi. Ngồi đi. Thi Thi vừa về đây. Con thấy rồi ạ. Nó bảo tìm con có việc. Dân, em ấy đã nói với con rồi. Con và Thi Thi dạo gần đây có vẻ ít gặp nhau. Con và Thi Thi khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Dân Lễ à, nghĩ thoáng ra, chuyện này không thể vội vàng, cũng không thể miễn cưỡng được. Cha nuôi, con sẽ lo liệu những chuyện này. Cha nuôi đừng bận tâm quá nhiều. Mở cửa ra. Để con đi xem thử. Mở cửa ra, nhanh lên. A Phúc, có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết, mau ra xem thử. Ai vậy? Đội trưởng Điền, anh thế này là muốn... Ngại quá, cậu chủ cố, làm phiền rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi không có tìm cậu làm gì, chỉ có lãnh đạo muốn tìm cậu thôi. Xin hỏi, Đới lão tiên sinh có nhà không? Dân Lễ à? Ai vậy? Các người là... Vị này là quân đội đế quốc Nhật Bản, chỉ huy quân đóng ở huyện Ninh Thiệu, đại tá Sugawa Hiroki. Đới tiên sinh, xin chào. Dân Lễ, ai cho bọn họ vào nhà ta? Cha nuôi, tại hạ không mời mà đến. Nếu có quá đường đột, vẫn mong Đới lão tiên sinh bỏ qua cho. Sugawa tiên sinh, có chuyện gì mà tới đây? Trung Quốc có câu, không chuyện không tới Điện Tam Bảo. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây, tất nhiên không phải rảnh rỗi sinh nông nổi. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Tôi muốn mời Đới tiên sinh nhậm chức chủ tịch ủy ban bảo hộ tại huyện Ninh Thiệu. Tôi già lắm rồi, anh nhìn đi. Tôi đã từng tuổi này, thực sự không còn sức lực để lo làm mấy chuyện như vậy nữa.
Sugawa tiên sinh, vẫn là nên tìm người khác thích hợp hơn đi. Đới tiên sinh già nhưng vẫn dẻo dai, buôn bán ở huyện Ninh Thiệu, thậm chí còn ở các huyện xung quanh làm ăn thuận lợi vô cùng. Trong giới công thương miền Đông Chiết Giang cũng là người có danh tiếng. Nếu ông không hợp tác với chúng tôi nghĩ ông biết sẽ có kết quả gì. Đến lúc đó, đừng trách chúng tôi vô lễ. Nếu tôi làm bạn với các người, chỉ e là phải trả giá đắt. Không có trả giá gì cả. Những gì chúng tôi cần, chỉ cần đới tiên sinh giữ chức chủ tịch ủy ban bảo hộ, ngồi vào vị trí này, ngoài vấn đề đảm bảo an toàn kinh doanh, còn có thể đạt được những lợi ích to lớn. Lợi ích bên trong, tôi nghĩ chắc không cần phải nói thêm nữa, phải không? Dần. Làm chủ tịch cái hiệp hội này sẽ có rất nhiều lợi ích. Chỉ là bất chấp đúng sai, vô sĩ bất lương, trở thành hán gian, bán rẻ tổ tông để đổi lấy vinh hoa phú quý, họ đới này không có hứng thú. Ý của đới tiên sinh là không muốn làm bạn với chúng tôi. Không sai. Họ đới tôi không dám trèo cao. Dân lễ. Tiễn khách. Mời. Cái lão già này, tôi thấy ông chán sống rồi đúng không? Chó ở đâu sủa vậy? Đây chẳng phải là nhà Điền Nhị Hổ, thằng hai đấy à? Đúng là ra gì và này nọ. Nhìn mà xem, tôi đã từng tuổi này rồi, từ lâu sống chết đã không để tâm, muốn chém muốn giết, thích làm gì thì làm. Ông, nếu đã như thế thì chúng ta sẽ xử lý ông luôn. Lãnh đạo, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói mà. Cha nuôi tôi tuổi đã cao, hai ngày này thân thể không được khỏe, không tránh có chút hồ đồ. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói, có được không? Dân lễ. Không được xin xỏ bọn chúng. Cha nuôi đã lúc nào rồi, cha nói bớt mấy câu đi. Còn A Phúc, lão gia không khỏe trong người, còn không bao nhiêu vào phòng nghỉ ngơi. Nhanh lên, lão gia về nghỉ thôi. Lãnh đạo xin bớt giận. Xem ra đới lão tiên sinh thực sự cơ thể không khỏe. Tôi cũng không làm phiền nữa. Tôi sẽ cho ông 3 ngày. Hy vọng rằng lần sau khi chúng ta gặp lại, chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận. Đừng làm tôi thất vọng lần nữa. Đi. Lão già này, nói cho ông biết, muốn chết sớm thì cứ ngoan cố làm căn cho tôi. Dân lễ. Con vào đây cho ta. Đại tá, thuộc hạ thực sự không hiểu sao ngài lại phải khách sáo với tên đới giọng hiên đó thế. Tôi cho rằng đám người Trung Quốc này rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, chỉ có dùng vũ lực mới có thể khuất phục họ. Cậu nghĩ tôi đang nhượng bộ họ à? Thuộc hạ không dám. Đối phó với người Trung Quốc, chinh phục bằng vũ lực là biện pháp cuối cùng. Nếu bọn chúng dám từ chối giao lương thảo, tập hợp mọi người trong thị trấn lại, bắt vài tên đầu sỏ gây chuyện, xử chết ngay tại chỗ. Xem thử chúng còn dám chống cự hay không. Thuộc hạ hiểu rồi. Nhưng cái lão đới giọng hiên này xem ra là một tên ngoan cố. Bảo đội an ninh ở lại đây, phong tỏa các con đường xung quanh, đề phòng lão trốn đi. Dân. Mời. Điền lão nhị, lại đây. Lãnh đạo, kêu đội an ninh của người ở lại đây giám sát cho ta. Dân, lãnh đạo cứ yên tâm. Lãnh đạo đi thông thả. Cha nuôi, cha không sao chứ? Quỳ xuống. Ta bảo con quỳ xuống.
Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, hiện giờ quốc lực suy yếu, đối mặt với sự xâm lược của quân thù, là Viêm Hoàng Tử Tôn, dù không thể ra trận giết địch, ít nhất cũng giữ vững khí tiết, không làm những chuyện bán nước cầu dinh. Nhưng những gì con vừa nói đã dứt mặt mũi của ta đi đâu? Nhưng mà cha nuôi, nếu vừa rồi con không làm như vậy, đám người Nhật đó rất có thể sẽ giết người. Vậy thì đã sao? Có chết thì cũng đành, chứ quyết không được mất khí tiết. Nói ra thì không sai, nhưng nếu không đem lại kết cục tốt đẹp thì sao? Cha muốn Thi Thi phải làm sao? Thi Thi ở trên thế gian này chỉ còn cha là người thân duy nhất. Cho dù người không vì mình mà suy xét đi nữa thì cũng phải nghĩ cho em ấy. Cha nuôi con từ nhỏ, những lời cha nói con không dám quên. Nhưng mà kẻ thức thời mới là trang tốn kiệt. Người Nhật như thế nào cha biết rất rõ, nói không lọt tai liền giết người. Nếu cha chết như thế, không thấy quá oan uổng sao? Cha nuôi, con biết cha là người chính trực, nhưng mà chúng ta cũng không thể chết một cách vô ích. Theo con thấy, chi bằng cứ thỏa hiệp trước, xoa dịu người Nhật trước. Ý con là bảo ta đồng ý với người Nhật chỉ là biện pháp tạm thời. Câm miệng. Con nghe cho kỹ đây. Bất kể lý do là gì, nhà họ Đới chúng ta không làm hán gian. Nếu còn dám làm ra chuyện bán nước cầu dinh, ta sẽ một đao chém chết con. Mọi người vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi. Giải tán. Dân Tô Mai, đi với tôi. Có chuyện gì vậy? Vào đây đã. Có chuyện gì sao? Ngồi đi. Tặng cho cô đó. Tặng cho tôi. Nhưng tại sao chứ? Không phải cô vẫn muốn có một cây súng liên thanh sao? Đây chính là súng liên thanh 10 viên. Hôm nay biểu hiện rất tốt, tặng cô cây súng này đó. Cái gì mà biểu hiện tốt? Cô không phân biệt đảng phái, không phân rạch ròi phe phái. Về điểm này giỏi hơn Tiêu Thủy Hàn. Thật sao? Đúng rồi, ngày mai hãy cùng tôi đến làng Lý Lạc. Anh đến đó làm gì? Cô có từng nghĩ tới việc người Nhật mất vật tư sẽ đào sâu 3 tấc đất? Vừa hay Tiêu Thủy Hàn bọn họ đóng quân ở làng Lý Lạc, tôi nghĩ quân địch sẽ sớm lần ra dấu vết của họ. Chẳng lẽ bọn họ không biết tự xóa dấu vết sao? Chắc cô cũng nhìn ra, Tiêu Thủy Hàn đó kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều. Thẩm Phi Tuyết ở cùng cậu ta có khả năng tác chiến mạnh mẽ, nhưng thực sự đối đầu với kẻ thù không nhiều. Chúng ta phải lo cho họ một chút. Con người anh, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng bên trong cũng khá trọng tình trọng nghĩa. Bảo mọi người chuẩn bị một chút, sẵn sàng lên đường. Chị Mai, tên họ Lâm đó kiếm chị có gì không? Bí mật quân sự, đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Khẩu súng này cũng là tên họ Lâm đó tặng hả? Đúng vậy. Sao hả? Có đẹp không? Có khi nào hắn dùng cây súng này để mua chuột chị không? Cậu muốn nói gì? Cái tên họ Lâm này đem hết hàng hóa vật tư cho cái tên họ Tiêu. Chúng ta liều mạng như vậy, cuối cùng chẳng có gì cả. Chị không hề tức giận chút nào sao? Cậu thì biết cái gì? Đúng là không có chút kiến thức.
Cái này thì cần kiến thức gì chứ? Muốn tiêu diệt hết kẻ địch thì cần càng nhiều người có vũ khí. Lâm Khiếu lấy vật tư của quân Nhật đưa cho cái người họ Tiêu kia, đó là muốn thêm lực lượng chống Nhật hiệu quả. Cậu đã hiểu ra chưa? Còn chúng ta thì sao? Nhiều vũ khí như vậy còn không đủ cho cậu dùng sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Cái đồ nhỏ nhen. Anh em, nhanh tay lên, tháo dỡ hàng hóa của quân địch xuống. Được, các anh em, theo tôi. Có lùi vật tư này tới hỗ trợ, có thể thoải mái đánh một trận ra trò rồi. Lâm Khiếu này, tâm trí thật sự rất khác biệt. Đúng vậy, anh ta là một nhân tài, nhưng thật đáng tiếc, lại nhất quyết ly khai khỏi quân đội quốc gia, chắc đã chịu không ít ảnh hưởng của đảng Cộng sản. Tôi chỉ thấy là do anh nghĩ nhiều thôi. Tôi nghĩ nhiều sao? Lâm Khiếu nói đúng. Bất kể là quốc dân đảng hay đảng Cộng sản, chỉ cần cùng nhau chống giặc ngoại xâm, như thế là đủ rồi. So với người như anh, chung đụng với đám đảng viên đắm chìm trong đó quá lâu, mọi thứ đều suy nghĩ phức tạp lên. Bây giờ phải làm sao? Cha nuôi muốn giữ khí tiết không sai, nhưng người Nhật giết người không chớp mắt. Chống đối với người Nhật như thế này, lỡ chọc giận tên đại tá Sugawa kia, nhà họ Đới mấy đời cũng chẳng dễ dàng gì mới có thể có được cơ ngơi thế này. Chẳng mấy chốc đều tan thành mây khói. Lẽ nào mình không thể dương mắt nhìn nhà họ Đới sụp đổ như vậy? Phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Mình phải tìm Thi Thi thương lượng. Bằng mọi giá phải bảo vệ nhà họ Đới. Cậu chủ Cố. Đội trưởng Điền, sao muộn vậy rồi các người vẫn ở đây? Còn không phải do lão gia nhà cậu ban cho phúc phận này sao? Cậu chủ Cố, khuya thế này còn đi đâu vậy? Còn không phải vì chuyện của lão gia nhà tôi sao? Tôi hỏi cậu, cái lão già đó đã nghĩ thông chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa nghĩ thông sao? Tôi thấy cái lão già này đúng là không muốn sống nữa rồi. Cậu Cố, tôi nhắc cậu trước, khoảng thời gian 3 ngày này, chớp mắt một cái thôi liền trôi qua. Cái lão già kia lần sau còn dám trước mặt tôi ra vẻ với các lãnh đạo, Điền lão nhị tôi là người đầu tiên giết lão. Đội trưởng Điền, chúng ta cũng là chỗ lối xóm, anh phải giơ cao đánh khẽ chứ. Hơn nữa, lão gia nhà tôi tính tình cố chấp, chuyện gì đã cho là đúng, cho dù có kêu 10 con bò kéo lại cũng không được. Chuyện đắc tội với các lãnh đạo, tôi cũng rất lo lắng. Cậu mà cũng lo lắng sao? Không đời nào. Cậu lại chẳng mong lão già kia chết nhanh một chút, để cậu dễ bề thừa kế sản nghiệp. Đội trưởng Điền, nói cho anh biết đừng có ăn nói linh tinh. Lão gia nhà này đối với tôi ơn nghĩa nặng như núi, tôi có chết cũng không báo đáp hết. Được, vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có cách gì hay để lão ta hồi tâm chuyển ý? Lão gia nhà tôi tuổi đã cao, ông ấy không quan tâm gì hết, chỉ có em gái tôi Thi Thi, nâng sợ dở ngậm sợ tan. Tôi đang nghĩ có lẽ Thi Thi sẽ thuyết phục được ông ấy hồi tâm chuyển ý. Vậy ý của cậu chủ Cố là giữa đêm hôm khuya khoắt cậu ra ngoài để tìm em gái của cậu, cô Thi Thi, có phải không? Đúng vậy. Không thuyết phục được lão gia, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Được, tôi giúp cho cậu. Nhưng tôi nhắc nhở cậu biết, cậu dám một đi không trở lại, trốn đi luôn, thì đừng có trách Điền lão nhị này xuống tay vô tình. Yên tâm đi đội trưởng Điền, cả nhà tôi còn ở ngay đây. Đi nhanh đi.
Nói chuyện với em gái của cậu, bảo lão già của cô ta lên cơn rồi, bảo cô ta mau về nhà xem đi, cũng giúp cho cả đám chúng tôi phải canh gác ở đây suốt đêm. Đi đi. Được rồi, vậy cứ trông chừng giùm tôi đi. Người đâu? Đội trưởng, tìm hai người để mắt tới hắn cho ta. Vâng. Shit.